công ty vật liệu Titan hân hạnh tài trợ video này. Công ty vật liệu Titan chuyên kinh doanh inox, nhôm, đồng, titan, niken, thép và các loại hợp kim khác. Chúng tôi chuyên cung cấp cho các công ty gia công cơ khí chính xác và các dự án trọng điểm tại Việt Nam. Kinh hoàng và tang thương, bất ngờ và vô cùng đau xót. Đó là những gì được dùng để mô tả về vụ tấn công cực đoan mới đây tại thủ đô Moscow của Nga. Do những chính sách của nền tảng nên mình sẽ hạn chế cập nhật thương vong và diễn biến của vụ tấn công, mà chỉ tập trung vào phân tích thủ phạm của vụ việc này. Các bạn có thể cập nhật những thông tin về vụ việc tại các trang tin và theo dõi các phân tích của Battlecry về vụ việc này trong video. Chỉ vài giờ sau đó, một cái tên tuy mới nhưng cũ đã nhận trách nhiệm sau vụ việc này. Đó là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Nếu các bạn theo dõi các tin tức vào thời điểm đó, thì sẽ thấy mục tiêu của chúng đa phần thường là Hoa Kỳ và phương Tây, hoặc là các nước Hồi giáo đối lập. Nga có thể xem là cái tên mới trong danh sách tấn công của chúng. Vậy thì tại sao IS lại chọn tấn công Nga vào thời điểm này? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay của Battlecry nhé. Trước khi bắt đầu, mình có một lưu ý rằng đó là phía IS mới đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Trừ phía Nga thì vẫn chưa lên tiếng xác nhận, mà họ vẫn nói là đang điều tra, khi có một số bằng chứng cho thấy có sự liên quan của Ukraine. Cho nên, mình sẽ chỉ phân tích dựa trên những gì đã được xác nhận khi bắt đầu viết bài này. Đầu tiên, chúng ta cần phải tìm hiểu về sự ra đời và suy vong của tổ chức này. Từ đó thì mới hiểu được tại sao chúng lại nhắm vào Nga. Quay lại năm 2011, phong trào mùa xuân Ả Rập đang nổ ra dữ dội, khi người dân nổi lên lật đổ những chính quyền bị xem là độc tài và đưa những người mà họ cho là dân chủ lên nắm quyền, lần lượt tại Ai Cập, Libya, Tunisia và Syria. Đặc biệt là tại Syria, sự hình thành của phe đối lập FSA, phe này được Thổ Nhĩ Kỳ và NATO hậu thuẫn. Năm 2013, Hoa Kỳ đã cáo buộc chính phủ Tổng thống Assad tại Liên Hợp Quốc là đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường, dù không đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục. Nhưng điều đó thì đã không còn quan trọng nữa, mà quan trọng đó là chớp lấy cái cớ này, lập tức Mỹ đã viện trợ hàng tỷ đô la qua các đồng minh của mình như là Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ cho phe đối lập tại Syria, FSA, đồng thời cùng với các đàn em của mình tiến hành không kích lãnh thổ Syria. Năm 2014, phe của Tổng thống Assad đã bắt đầu thất thế khi chỉ còn kiểm soát được 30% lãnh thổ. Đúng lúc này, một nhân vật có tên là Abu Baghdadi đã đứng lên thành lập một tổ chức có tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, viết tắt là IS, hay Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Lực lượng này rất mạnh và có ý định là chiếm luôn cả Syria. Hoa Kỳ thì đã viện cớ IS mạnh lên và có mối đe dọa trực tiếp tới lợi ích của họ. Hoa Kỳ đã đổi mục tiêu oanh kích và chuẩn bị đổ quân vào đây. Tuy nhiên, những tiết lộ về sau thì đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Chúng ta sẽ bàn ở phần sau của video. IS rất mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức này đã đánh chiếm 1/3 lãnh thổ Syria và phía bắc của Iraq. Điển hình, trong trận chiếm thành phố Mosul, Iraq, 800 chiến binh IS đã đánh bại 30.000 quân Iraq và kiểm soát luôn thành phố này. Đầu năm 2015, tình hình dần trở nên tồi tệ khi IS ở Syria càng đánh càng mạnh. Cả FSA và lực lượng của Tổng thống Assad đều không phải đối thủ. Chính quyền Assad chỉ còn kiểm soát 21%. Vậy nhưng đúng lúc này, Assad đã quay sang cầu cứu Nga. Ngày 24 tháng 11 năm 2015, viện dẫn lời mời của chính quyền Assad, chính quyền Nga và sau đó là lực lượng lính đánh thuê Wagner đã tham chiến tại Syria. Về cơ bản, tính đến thời điểm đó, chính quyền của Tổng thống Assad vẫn là hợp pháp và duy nhất tại Syria. Còn các phe được Hoa Kỳ hỗ trợ chỉ được coi là quân nổi dậy. Nga đã vin vào điều này để hợp pháp hóa sự hiện diện của mình. Chỉ vài tháng sau, tình thế đã thay đổi một cách chóng mặt. Tháng 3 năm 2016, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, phe chính quyền Assad đã chiếm lại được thành phố Pamidan. Đây là lần đầu tiên mà họ kiểm soát lại lãnh thổ của mình. Chỉ 2 tháng sau đó, Hoa Kỳ đã triển khai quân đội tới đây với lý do rằng IS ngày càng mạnh. Hành động của Hoa Kỳ đã bị ông Assad tuyên bố là hãy bỏ chiếc mặt nạ xuống, bằng hàng loạt những vũ khí mới như bom nhiệt áp, tên lửa hành trình, v.v. Phe Assad càng đánh càng mạnh. Đến đầu năm 2017, IS đã suy yếu và tan rã tại chi nhánh Syria, rồi sau đó là tại chi nhánh Iraq. Không chỉ vậy, mà cả lực lượng FSA cũng bị đánh cho què quặt
và bị Hoa Kỳ bỏ rơi. Diễn biến càng về sau thì càng thú vị. Khi được phỏng vấn về vấn đề IS, Tổng thống Vladimir Putin đã nói như thế này. Một mối đe dọa mà ông Obama đã nhắc tới, đó là IS. Vậy thì ai đã trang bị vũ khí cho chúng? Ai đã vũ trang cho những người chống lại chính quyền Syria? Ai đã cung cấp thông tin? Ai đã tạo ra môi trường chính trị dẫn tới tình trạng tại Syria? Ai đã thúc đẩy việc chuyển vũ khí tới khu vực này? Các bạn vẫn không hiểu rằng ai tham chiến tại Syria sao? Hầu hết, họ chỉ là những kẻ đánh thuê mà thôi. Các bạn có hiểu rằng họ được trả tiền hay không? Tôi thậm chí còn biết chính xác số tiền đó là bao nhiêu nữa. Chúng chiếm các mỏ dầu và khai thác chúng ở Iraq, Syria. Và lượng dầu đó được bên nào thu mua? Vậy thì lệnh trừng phạt cho những tổ chức này ở đâu? Các bạn có tin rằng Mỹ không biết ai đã mua số dầu này không? Không phải là đồng minh của họ đang mua dầu của IS đấy chứ? Sau đó, ông đã công khai một số thông tin được lực lượng an ninh FSB của Nga thu được là có tới 40 quốc gia, trong đó thì có cả thành viên của G20 mua dầu và cấp tiền cho chúng. Và mọi thứ sau đó thì đã chứng minh rằng ông nói đúng. Cựu nhân viên cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA Edward Snowden sau khi đào tẩu sang Nga đã tiết lộ hơn 2.000 trang tài liệu về lực lượng tình báo của Anh, tình báo Mỹ và tình báo Israel đã làm việc với nhau để tạo ra IS. Theo đó, các tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ rằng nhà lãnh đạo IS, giáo sĩ Abu Bakr al-Baghdadi, đã được huấn luyện quân sự trong suốt một năm dưới sự đào tạo của lực lượng Mossad. Bên cạnh các khóa học về thần học và nghệ thuật phát biểu, những cuộc chuyển đạo và chuyển vũ khí bí mật tới các địa điểm nổi dậy trong Syria cũng được thực hiện. IS kể từ năm 2018 đã đi vào hoạt động bí mật do không còn đủ lực lượng để chiếm đóng các thành phố hay là xây dựng lực lượng. Chúng đã tiến hành tấn công các thánh đường Hồi giáo ở Afghanistan, Iraq, Syria, châu Âu và các căn cứ của Mỹ, v.v. Và mới đây nhất, có thêm một đối tượng, đó là Nga. Như vậy thì ta có thể thấy rằng Nga là yếu tố và là tác nhân chính dẫn tới sự sụp đổ của IS. Chính vì vậy, việc chúng tấn công trả thù cũng không có gì lạ. Mà thực tế, trước khi tấn công vào lãnh thổ của Nga, chúng đã nhiều lần tiến hành tấn công và âm mưu tấn công vào đại sứ quán Nga tại Kabul, thủ đô của Afghanistan. Tuy nhiên, những vụ này đều bị ngăn chặn từ sớm. Vậy nhưng ở sự việc lần này, các lực lượng của Nga đang tập trung vào vấn đề đang diễn ra tại Ukraine và một số nơi khác mà Nga vừa thiết lập tầm ảnh hưởng bằng các chính phủ thân mình như tại châu Phi. Trong bối cảnh các lực lượng của họ đang phải dàn trải như vậy, đây có lẽ là thời cơ thích hợp để chúng có thể tấn công. Thực ra thì từ đầu năm 2023, tình báo Nga đã triệt phá rất nhiều những vụ cố gắng xâm nhập vào Nga qua ngã Trung Á và ngã Cáp-Cát của IS. Tuy nhiên, Nga thì đang phải ưu tiên cho chiến trường Ukraine nên đã không đề phòng được hết. Ngoài ra thì còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề về tôn giáo. Xin lưu ý rằng mình không hề xúc phạm Hồi giáo, chính thống giáo hay bất kỳ tôn giáo nào khác cả. Vì mỗi tôn giáo đều có mặt trái và mặt phải. IS hay Abu Bakr al-Baghdadi là những người theo dòng Hồi giáo Sunni, tức là cùng dòng với Iraq và các quốc gia Ả Rập. Khi phất cờ nổi dậy, Baghdadi đã lấy cớ thực hiện cuộc thánh chiến, tiêu diệt tất cả những kẻ mà chúng cho là phản bội và là kẻ thù số 1 của Hồi giáo. Đó là Iran, là Afghanistan, là các quốc gia theo dòng Hồi giáo Shia, là người Israel hay người Do Thái, kẻ thù số 1 của người Hồi giáo. Cùng với đó là bất kỳ một tổ chức hay quốc gia nào mà chúng xem là kẻ thù. Ở yếu tố này, Nga được xem là người kế thừa và bảo hộ cho chính thống giáo phương Đông sau sự sụp đổ của đế quốc Byzantine. Mà như chúng ta đã biết, chính thống giáo có một mối thù và một cuộc chiến dài dẳng hàng thế kỷ với người Hồi giáo. Từ Byzantium cho đến sau này là đế quốc Nga, mối thù này đã ăn sâu vào từng tế bào. Cho tới hiện nay, Nga là một đồng minh quan trọng của Iran, lại có mối quan hệ tốt với Taliban, đồng thời cũng là một đối tác của Israel. Kể từ năm 2021, thủ lĩnh IS khi đó đã tuyên bố Nga là kẻ thù không đội trời chung với chúng do cả vấn đề tôn giáo và có quan hệ với Iran cũng như Taliban. Điển hình là tháng 10 năm 2022, Nga lên tiếng đạt thỏa thuận kinh tế đầu tiên với Taliban. Bằng cách nào đó, dù nhiều tài sản của Afghanistan đang bị đóng băng và không được công nhận, nhưng cả hai thì vẫn đạt được thỏa thuận rằng Kabul sẽ nhận được 1 triệu tấn xăng, 1 triệu tấn dầu diesel, 500.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng và 2 triệu tấn lúa mì. Số hàng này được ship đến chỉ một tuần sau đó.
cả hai thì không công khai phương thức thanh toán và giá trị. Với Iran, dù từng có thời gian chĩa súng vào nhau khi Liên Xô đổ quân vào Afghanistan, tuy nhiên trong tình hình hiện nay, Nga và Iran là hai đồng minh khá thân thiết và đang dựa vào nhau trên nhiều yếu tố. Ví dụ Nga bán vũ khí cho Iran và giúp Tehran phát triển các nhà máy điện hạt nhân và công nghệ tên lửa. Mà tên lửa cộng hạt nhân nó ra cái gì thì mọi người đều biết rồi đấy. Đổi lại, Iran cho phép Nga sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình nhằm không kích IS. Trong chiến tranh Nga và Ukraine, Iran cũng đã bán một số công nghệ UAV tự sát cho Nga. Đó là còn chưa kể tại châu Phi. Kể từ năm 2023, các chính phủ thân Nga mọc lên như nấm sau mưa nhờ sự đứng sau của Wagner, vốn đang truy quét những nhóm chiến binh Hồi giáo hoạt động chống chính quyền sở tại. IS cho rằng đây là một cuộc thập tự chinh của Nga nhắm vào Hồi giáo. Nói chung là có đủ mọi lý do mà IS nhắm vào Nga. Ngoài ra, như đã nói ở trên, các bạn biết rằng ai là kẻ tạo ra chúng ở đây. Mà một khi đã muốn thì cái cớ là gì cũng chẳng quan trọng. Chính vì vậy, việc tấn công Nga là một trong những nhiệm vụ và lý tưởng của chúng trong cuộc thánh chiến mà chúng đều ra, hoặc là do kẻ giật dây phía sau muốn. Cập nhật thêm một số thông tin về vụ việc này cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ trừng phạt tất cả những ai đứng sau vụ tấn công này. Rất nhanh sau vụ tấn công, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Thậm chí nhóm này còn lần lượt công bố thêm hình ảnh về các tay súng thông qua kênh truyền thông Amac. Tuy nhiên, Tổng thống Putin thì không hề nhắc tới tổ chức IS, lực lượng từng thống trị nhiều vùng rộng lớn tại Iraq và Syria, trong bài phát biểu của ông trên truyền hình trong ngày 23 tháng 3. Thay vào đó, ông chỉ nói là đã có 11 nghi phạm bị bắt, trong đó thì 4 kẻ ra tay trực tiếp đã bị bắt khi đang chạy từ vùng Brayas, cách Moscow khoảng 340 km về phía Tây Nam, và cố thoát qua biên giới Ukraine. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cũng đã khẳng định nhóm tay súng này có liên hệ với Ukraine, theo đài RT. Đáp lại, phía Ukraine liên tục phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ tấn công này. Mới nhất, trong video phát đêm ngày 23 tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng ông Putin đang tìm cách đổ lỗi cho người khác. Hiện các chi tiết của sự việc này đang được giới chức Nga điều tra. Trong các đoạn video được truyền thông Nga đăng tải, một nghi phạm khai bằng tiếng Nga không rành rọt lắm rằng y được hứa cho tiền để hành động với giá nửa triệu rúp. Có một chi tiết khá đáng chú ý, đó là ngày 8 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã từng cảnh báo rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công nhắm vào các cuộc tụ tập đông người tại Moscow, trong đó có cả các buổi hòa nhạc, và khuyến cáo công dân Mỹ hãy tránh các cuộc tụ tập đông người trong 48 tiếng tới. Ngoài ra, người phát ngôn Andrew Watson của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã nhấn mạnh IS là thủ phạm duy nhất gây ra sự việc ngày 22 tháng 3 và khẳng định Ukraine không hề liên quan. Theo phía Mỹ, chủ mưu vụ tấn công này là nhóm IS Khorasan, viết tắt là IS-ISK, tức là nhánh của IS ở Afghanistan. Nhóm này đã âm mưu tấn công khoảng 21 vụ tại 9 nước trong năm 2023, tăng nhanh so với 8 vụ của năm trước. Nghiêm trọng hơn cả là vào tháng 1 năm nay, IS-ISK đã tấn công trong lễ tưởng niệm ngày mất của Đại tướng Qasem Soleimani tại thành phố Kerman, Iran. Tại Nga, IS đã gây ra nhiều vụ tấn công trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2019, cộng thêm với nhiều âm mưu khác từ 2021 đến 2023. Nếu đúng là IS-ISK đứng sau vụ tấn công gần Moscow, thì tình hình sắp tới có lẽ sẽ còn căng thẳng hơn rất nhiều, không chỉ tại Nga mà còn trên toàn châu Âu. Trong trường hợp Nga xác định nhóm này là thủ phạm và lên kế hoạch đáp trả, thì vòng xoáy bạo lực sẽ còn lan rộng. Vụ việc cũng nhắc nhở thế giới rằng IS và tổ chức Al-Qaeda cùng các nhóm cực đoan khác đang trỗi dậy sau khoảng 5 năm hầu như hoạt động ở phía Tây châu Á, Trung Đông và châu Phi. Những nhóm này đang trực chờ gây ác mộng cho cả phương Tây.